Hi guys. Hello, good evening. Hello guys. Hello teacher. Hello. Nice to see you. Hi everybody. Good evening. Hello, teacher. 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 Hi, guys. Hi, teacher. Hi, guys. Hello, teacher. Hello, teacher. Yes. Hello, everybody. Hello, everyone. Hello, mister. Yes. Hello. Okay. Hello, mister. Hello, mommy. Go, go. Yes. Hôm nay hình như cũng có nhiều bạn là mới học buổi đầu tiên lắm nè. Ba giờ em về hãy luôn kêu rồi đâu hả? Hello, mà hú lẹ. Bạn nào hôm nay mới học buổi đầu tiên đâu? Các bạn nhắn vào cho cô nè. How you today? 7890. Thank you. Hello. Hello, guys. Wow. Chào nha. Chào everybody. Yes. Hello guys. Chào bố bị chào nha, chào bố nha. Chào bố nha, chào bố nha. Chào bố nha. Hôm nay cũng có nhiều bạn mới học nha. Chào bố nha. Chào bố nha. Chào bố nha. Rồi. Chào nha, chào. Đi chào nha, chào bố. Hello everybody. Rồi, cô, các bạn này. Bây giờ cô bắt đầu nha. Ok, I'll start. Cô chê chào nha. Ok. Okay, hello everybody, good evening guys, welcome back to the class. Rồi, hôm nay thì cô thấy là có nhiều bạn cũng là buổi đầu tiên lắm nè. Các bạn, cô có hỏi là em bạn nào mới học buổi đầu tiên. Cô thấy có rất là nhiều bạn ghi là mới học buổi đầu tiên luôn. Như vậy thì hôm nay cô nói kỹ hơn một xíu về cái quy định của mình nha. Bởi vì cô thấy hôm nay có nhiều bạn mới học. Hôm trước cũng có nhiều bạn cũng mới học buổi đầu tiên nè. Thành ra các bạn hỏi cô cái việc nộp bài tập về nhà như thế nào rất là nhiều. Cho nên là hôm nay cô sẽ hướng dẫn kỹ lại cho các bạn cái việc quy tắc nè. Và cũng như là cái việc nộp bài tập về nhà. Ok. Rồi đầu tiên, bạn nào mới học buổi đầu thì các bạn chú ý vào đây. Các bạn chú ý vào cái nội quy nè. Thì những bạn nào mà học với cô được 5, 6, 7 buổi rồi. Ok. Ok, good job, very good. Những bạn nào mà học với cô được 5, 6, 7 buổi rồi thì các bạn cũng rõ về nội quy rồi đúng không? Mình cũng đã quen với lớp học rồi đúng không? Rồi, những bạn nào mà mình mới học thì các bạn nghe nè. Đầu tiên là cô sẽ tắt mic mọi người. Cho nên là khi nào mà ví dụ con giơ tay phát biểu đi mà con được cô mời đi. Rồi cô sẽ mở mic cho con. Và lúc đấy thì ở trên màn hình của con nó sẽ hiện ra một cái thông báo giống giống như vậy nè. Đây, cô cho các bạn xem. Đây, cái thông báo nó sẽ giống giống như vậy. Một trong hai cái này thì tụi con cứ việc ấn vào cái nút màu xanh cho cô, cái chữ unmute này nè. Tụi con cứ ấn vào cái nút màu xanh này cho cô. Đấy, là lúc đấy cái micro mình được mở lên. Xong rồi tụi con trả lời câu hỏi của cô nè. Tụi con cứ làm theo câu hỏi đó. Thì sau khi mà mình trả lời xong rồi thì mình tắt cái micro của mình đi, rồi mình lại tiếp tục học. Thì đây các bạn nhớ nha, những bạn nào mới học buổi đầu tiên mà các bạn chưa biết cách mở micro nè. Bây giờ hiện tại micro các bạn đang bị tắt đi và không mở lên được đúng không? Bởi vì khi nào cô có mời đến con á và cô cho con mở micro thì cái hình này nó sẽ hiện lên. Con cứ việc bấm vào cái nút màu xanh cho cô là lúc đấy mình sẽ được mở micro lên nha. Mình trả lời xong thì mình lại tắt micro và mình tiếp tục học. Ok. Tiếp theo là các bạn sẽ không được vẽ trên slide nè. Rồi tiếp theo cô thấy là cái này là mỗi lần nói tới là các bạn giơ tay rần rần luôn.
lại bấm vào cái ký hiệu giơ tay. Bạn nào mà chưa thấy thì mình tìm thử trên cái thanh á. À, bạn nào mới học buổi đầu tiên các con tìm thử coi cái thanh nào có ký hiệu giơ bàn tay như thế này nè. Thì cái này nó giúp cho cái tên tụi con nó hiện lên phía bên trên. À, nhưng mà cũng rất là nhiều tên đúng không? Có, để cô xem thử bây giờ có bao nhiêu bạn đi giơ tay nha. 28, 29, 31, 35, a lot of hands. Đó, có rất là nhiều bàn tay đang được giơ lên. À, như vậy là ví dụ ở đây bây giờ cô thấy là các bạn giơ tay được 40 người đi. À, ví dụ cô mời một bạn nào xung phong thì cô sẽ lựa chọn một trong 40 bạn để trả lời câu hỏi để làm bài tập. À, cho nên là chắc chắn cô không phải mời hết tất cả mọi người được. Cho nên cái này là cô xin lỗi các bạn trước là có thể là mình sẽ không được cô mời. Với lại cô khi mà cô share slide lên thì cô cũng không nhìn thấy rõ tất cả các bạn đang mở video ở đây. À, cho nên là cô rất xin lỗi mọi người là nếu mà các bạn không được mời trong các buổi học nha. Mình cứ các bạn cứ đợi những lúc mà làm bài tập á, rồi mình cứ đánh cái đáp án của mình vào trong cái chat box. À, các bạn cứ đánh đáp án vào chat box và sau đấy thì mình cùng cô sửa bài. Sau đấy thì lúc đấy mình coi thử coi đáp án của mình là đúng hay sai. Ok. Tiếp theo là mình sẽ không tự ý chat quá nhiều ở trên thanh chat để tránh gây ảnh hưởng cho các bạn xung quanh nè. Và cuối cùng là nộp bài tập về nhà đầy đủ. À, như vậy thì các bạn nào mà học bữa đầu tiên thì chắc là sẽ thắc mắc cách nộp bài tập về nhà đúng không? Thì bây giờ cô hướng dẫn luôn. Đầu tiên thì cô hỏi các bạn nè. À, những bạn nào mà bố và mẹ đã tham gia vào cái group hội phụ huynh tiểu học 1 và 2 rồi á, thì tụi con không cần phải tham gia vào group hội tiểu học 3 nữa. Bởi vì ba group được cơ bản là như nhau á, cô gửi bài tập đều hết cả ba group luôn. Cho nên là chỉ cần tham gia một group là được, nhưng mà hai group kia đã đầy rồi. Cho nên là cô ở đây cô có group hội phụ huynh tiểu học 3 ở trên Zalo. Thì cái bài tập về nhà yêu cầu cô ra yêu cầu bài tập làm như thế nào, cách làm cũng như là hạn nộp hay là cách nộp bài như thế nào thì cô đều để gửi vào trong cái group Zalo này hết á. Rồi bây giờ cô sẽ cho mọi người cái link cô gửi vào phần chat. À, rồi bạn nào mà chưa tham gia 1, 2, 3 gì hết luôn thì các bạn sẽ tham gia vào cái group cho cô. À, bởi vì cái group này là mình sẽ được nhận bài tập về nhà ở đây. Ok. Rồi các bạn đợi cô một xíu, cô sẽ đánh vào đây. Rồi Phương Nhi đợi cô nói nè. Đúng rồi, bây giờ các bạn thấy cô gửi vào chưa? Wait, mọi người đợi cô một xíu. Rồi, ở đây là cô đã gửi vào, các bạn nào mà chưa tham gia thì các bạn có thể bấm vào cái link ở trong phần chat á. Ừ, các bạn ấn vào cái link ở trong phần chat này nè, rồi các bạn sẽ tham gia group Zalo cho cô. Ở đây cô trong cái group Zalo này cô sẽ gửi bài yêu cầu bài tập của các con làm như thế nào thì cô gửi hết vào đây. Tụi con cứ việc đọc kỹ những cái hình mà cô gửi là được. Ừ, có rất là nhiều bạn đã làm được nè. Các bạn làm bài tập về nhà rất là đúng yêu cầu của cô. À, cho nên là các bạn nào mới học hôm nay buổi đầu tiên thì tụi con sẽ ấn vào cái link này và tụi con tham gia để được nhận những cái yêu cầu bài tập về nhà cô sẽ gửi vào đây. Tiếp theo, cách nộp bài thì khi nào mà ngày mai đi, cô ví dụ hôm nay nè, thì ngày mai cô sẽ gửi yêu cầu bài tập đúng không? Thì tụi con sẽ làm đúng không? Thì cái cách nộp bài thì cô sẽ gửi kỹ vào trong đó, nhưng mà ở đây cô cũng hướng dẫn thêm một cái là tụi con sẽ nộp bài ở đây. Nộp bài thì nộp trên Facebook. À, ở Zalo thì tụi con nhận yêu cầu bài tập, còn khi tụi con nộp bài thì tụi con sẽ nộp ở trên Facebook cho cô. Đây, mình sẽ nộp, mình lên Facebook mình tìm kiếm cho cô cái group này. Giỏi tiếng Anh cùng con thì con thấy nó sẽ hiện ra cái group này đó. Ở đây là tại vì cô là thành viên trong group rồi cho nên là nó có chữ truy cập, nhưng mà của tụi con ví dụ tụi con chưa tham gia đi thì nó sẽ hiện cái chữ tham gia chẳng hạn. À, thì tụi con cứ bấm vào tham gia thì đây chính là cái group của mình. Ở đây tụi con sẽ đăng cái bài tập về nhà, tụi con đăng lên sau đấy thì cô sẽ kiếm ở trong đấy và cô sẽ chấm bài cho các bạn. Còn cái việc mà tụi con ghi như thế nào á thì cái yêu cầu bài tập về nhà trong Zalo cô có để sẵn, thì mọi người ngày mai khi mà khoảng trưa hoặc là chiều nè thì cô sẽ đăng cái bài tập về nhà vào, thì các bạn cứ đọc kỹ cho cô rồi cứ làm theo. Còn bạn nào mà bây giờ là chưa tham gia cả hai group Zalo lẫn cái group này để nộp bài thì các bạn cứ ấn vào cái link cho cô. Bây giờ cô sẽ lại tiếp tục để cái link Facebook này vào để cho bạn nào mà con chưa tham gia hoặc là bố mẹ nào mà chưa tham gia nè thì tụi con sẽ ấn vào cho cô và tham gia nha. Rồi các bạn đợi cô một xíu nha. Wait me a little bit. Rồi các bạn đợi cô nè. Rồi như vậy là ở trong cái chat box bây giờ là cô đã có để sẵn hai cái link rồi. Bạn nào chưa tham gia thì các con cứ bấm vào là được. Ok.
Rồi bây giờ thì như mọi hôm thì mình sẽ làm gì mọi người? Mình sẽ sửa bài tập về nha. Ok. Các bạn nào đang học ở livestream thì cũng có thể vào. Các bạn nào học ở livestream bắt đầu trong Zoom học nè, bởi vì Zoom mình vẫn còn chỗ, mọi người có thể vào Zoom học cho nó vui hơn nha. Rồi các bạn đợi một xíu nha. Rồi các bạn nhìn thấy can you guys see? Mọi người đã nhìn thấy Facebook ở cái group của mình chưa ta? Các bạn nhìn thấy cái group chưa? Các bạn đợi cô một xíu nha. Ok. Rồi bây giờ cô ok, thank you guys. Yes, thank you. Ok, bây giờ bạn Hải có ở đây không? Nguyễn Ngọc Hải nè. Are you here, Hải? Nguyễn Ngọc Hải lớp 3. Are you here? Nếu mà Hải ở đây thì cô sẽ sửa bài cho Hải nha. Are you here? Hôm nay cứ như các buổi đó thì cô cũng chỉ sửa bài. Cô chỉ sửa bài được cho khoảng từ 3 bạn thôi. Còn những bạn nào mà cô không sửa trực tiếp, cô sẽ sửa ở trên đây. Cô sẽ nhận xét kỹ cho tụi con. Ok? Yes. Ok, are you here, Hải? Are you, Hải? Yes. Ok, good job. Ok, bây giờ thay vì cô xem video của Hải á, thì cô sẽ nhìn vào cái này. Rồi Hải đọc lại cho cô nghe nha. Ok? Rồi, đâu, Hải đọc cho cô nghe từng câu một này. Number one. Can you read number one? Con đọc cho cô nghe câu đầu tiên nè. One. I usually read book. Đúng rồi. Nhưng mà ở đây thì một là con dùng cho cô là book, a book, một cuốn sách. Ví dụ con thường đọc một cuốn sách thì con có thể nói là I usually read a book. Hoặc là con có thể dùng số nhiều cũng được. I usually read books. Ok, Hãy về sửa cái lỗi này cho cô nha. Cái chữ book này mình sẽ không có để nó đứng một mình như vậy. Một là con xác định nó là số ít thì mình sẽ thêm cho cô là a book. Thêm a vào cho cô. Hoặc là con có thể dùng số nhiều thì con thêm s vào. Good. Now number two. Hải, can you read number two? Yeah. Two. They always go to school in the morning. They always go to school in the morning. Hoàn toàn chính xác. Good job. Number three. We rarely swim. Đúng rồi, chúng tôi rất là hiếm. Rarely là hiếm đó các bạn. Rarely swim, chúng tôi rất là hiếm khi mà bơi. Đúng rồi, good job. Các bạn ở trên livestream cũng để ý bài của bạn Hải và mình xem thử coi là bài của mình như thế nào nha. Ok, number four, Hải, number four. He regularly plays badminton. Good job, perfect. He regularly, regularly cũng giống như là usually vậy đó, thường xuyên một cách điều độ đó. Thì các bạn có thấy không? He ở đây các bạn còn nhớ công thức không? I, you, we, they. Mình cộng với động từ giữ nguyên. Các con thấy chữ read nè, chữ go nè, chữ swim. Bạn không có thêm cái gì vào trong cái động từ hết. Nhưng mà ở đây đối với chủ ngữ là he, thì bạn có cái gì ở đây các bạn? Bạn thêm s hoặc là es tùy vào từ đúng không? Thì đối với cái chữ play thì các bạn sẽ phải thêm s vào. Chủ ngữ là he nè, các bạn để ý nha. He, she, it. Hoặc là chủ ngữ mang nghĩa xuống it đó. Thì tụi con sẽ phải thêm e hoặc là es vào cái động từ. Đúng rồi, Hãy làm tốt lắm. Number 5. Number 5. He brushes her teeth. Good job. Wow, Hãy ở đây chi đúng nè các bạn. Brush, cái chữ brush là các bạn nhớ không? Chải răng, đánh răng đó. Thì brush mình phải thêm es. Cái việc tại sao nó thêm s thêm es thì sau này mình sẽ làm sao ha? She brushes her teeth. Chính xác. Good job. Number 6, Hãy number 6. Linda and Nam play chess. Good job, very good. Rồi nếu mà ở đây các bạn nào chưa hiểu nè, Linda and Nam có nghĩa là bao nhiêu người mọi người? Two, right? Two. Ở trong tiếng Anh của mình là từ hai người trở lên là được tính số nhiều rồi. Cho nên con thấy động từ play ở đây mình không có thêm s gì hết. Good job. Number 7. Lan doesn't go to school on Sunday.
Đúng rồi. À, ở đây ví dụ con muốn nói về cái Sunday cũng như là chủ nhật nào á, mình muốn nói là tất cả các chủ nhật luôn. Chủ nhật nào Lan cũng không có đi học thì con có thể thêm S vào cái chữ Sunday này cho cô. Mình thêm S ở đuôi. Sunday mà có S thì nó sẽ mang nghĩa là các chủ nhật luôn. À, cứ chủ nhật là Lan sẽ không có đến trường. Đúng rồi, bạn làm tốt lắm. Good job. Number 8. Every week I play games. Đúng rồi, con có thể thêm S cho cô nha. I play games. Thường thì mình sẽ không có để game đứng một mình. Mình sẽ nói I play games. Đúng rồi, mỗi tuần thì tôi chơi game. Đúng rồi, good job. Number 9, Hải, number 9. My sister often goes to supermarket. My sister often goes to the supermarket. Okay, go to a supermarket. Okay, Hải thêm cho cô the hoặc là a. Okay. Đúng rồi, chị yeah. của mình thường goes. Con thấy các bạn ở đây bạn chia go nè, thêm es nè, bởi vì my sister là chủ ngữ mang theo nghĩa là số ít đó. My sister ở đây bạn không có s, có nghĩa là chỉ có một người chị thôi. À, cho nên là chị của mình đi thường xuyên đi siêu thị. Good job. And number 10, number 10. Yeah. Cô có thể đưa lên con nhìn rõ được không ạ? Con không nhìn thấy ạ. Cái hình này nó không có nhích lên được. Thôi để cô đọc cái này cho Hải. Câu cuối cùng của Hải là it doesn't eat fish. Hải đọc lại cho cô nè. It doesn't eat fish. It doesn't eat fish. Ý Hải là nó không có ăn cá đúng không? Ok, good job. Good job. Ok, doesn't nè, đúng rồi. Doesn't với don't thì mình cộng với động từ, không có thêm gì hết. Bài của Hải hoàn toàn xuất sắc. Good job, very good. A 10 for you. Very good job. Thank you so much. Rồi bây giờ tới bài bạn khác nha. Bài của Hải rất là tốt luôn nè. Ok, các bạn đợi cô nha. Rồi cô sẽ nộp, bây giờ Hải đăng thì chưa có đăng hình cho nên là cô sẽ chấm Hải đăng sau nha. Rồi bây giờ bạn Bình Minh có không? Bình Minh, cô thấy Bình Minh luôn nè. Trần Bình Minh. Hi. Hi. Okay, so can you read for me? Hello Bình Minh, can you read number one? I always brush my teeth before school. Đúng rồi. I always brush. Không thêm gì hết. Good job. Number two. We usually watch TV in the afternoon. Đúng rồi. In the afternoon. Good job, Bình Minh. Rồi các bạn nhớ là bạn nào mình coi lên livestream hay trong lớp cũng vậy. Các bạn để ý coi những cái câu mà cô nói Bình Minh đúng rồi á. Mình xem thử so với câu của mình thì tại sao mình sai hoặc là mình có đúng giống như là Bình Minh không. Okay. Now, okay, Bình Minh gạch câu 3 rồi. Number 4. They read books at school every day. Mình sẽ đọc kiểu này là every day. Every day. Every day. Yes, good job, Bình Minh. Yes, đúng rồi. Read books. Một là read a book hoặc là read books. Đúng rồi, Bình Minh. Và ở đây cái chữ at school có nhiều bạn cũng hay nhầm là in the school chẳng hạn. Thì thường đối với school, home với work, mình phải dùng giới từ at school, at home, at work. Okay. Number 5. Bình Minh đọc cho cô câu số 5 nè. Number 5. He often washes his face at 7:25 a.m. Good job. He often washes. Đúng rồi. Correct answer. Good job. Number 6. My mother waters the plants every day. Xuất sắc. Good job. Correct answer. Number 7. Number 7, Bình Minh. You often play video games in the living room. In the living room. Bạn thường chơi video game ở trong phòng khách. Đúng rồi, phòng khách. Good job. Number 8. Đến giờ là bài của Bình Minh đúng được gần hết rồi đó. Number 8. She rides a bike in the afternoon. Good job. She rides with S. Các bạn nhìn kỹ nha. Bạn chia động từ chữ ride là lái xe, xe đạp á, chạy xe đạp á. Thì chữ ride mình phải thêm S vào bởi vì chủ ngữ là she nè. Đúng rồi. Number 9. Number 9.
My father cooks dinner very well. À, bố của mình Minh là nấu nấu bữa tối rất là tốt, rất là ngon đó. Very well. Good job. Number 10. My sister cleans the house in the afternoon. Good job. Very good. Wow. 11. My brother draws pictures of rabbits. À, đúng rồi. Anh em của Bình Minh là thường vẽ tranh mà vẽ giống chú thỏ đó. Đúng rồi. Good job. Number 12. My mother goes shopping on Sundays. Đúng rồi, Sundays bạn có S có nghĩa là ý của bạn sẽ là mẹ của bạn thường đi shopping vào các ngày chủ nhật đó. Đúng rồi. Và ở đây cô chỉ Bình Minh nha. Đối với thứ với lại tháng á thì con phải viết hoa đầu chữ cái cho cô. À, cho nên là Bình Minh nhớ là thứ là mình phải viết hoa chữ cái đầu tiên cho cô. Bình Minh nhớ chưa? Yes. Thứ hoặc là tháng đó, ví dụ tháng 11 là mình có November thì mình phải viết hoa letter N cho cô. À, thứ cũng vậy. Good job. Number 13. My sister and I always tidy the room. Good job. Bình Minh còn biết nối âm vào and I bởi vì chữ and có cái âm d ở cuối đó nên bạn nối vào luôn. My sister and I always tidy the room. Good job. 14. The pupils go swimming in the afternoon. The pupils go swimming. Okay, bạn đọc. Ở đây các bạn thấy là bạn có S nè. Các bạn học sinh thì đi bơi vào buổi chiều. Bạn có S cho nên là go. Go của bạn không có chia gì hết. Okay. Number 15. I play chess with my sister in the morning. Good job. I play chess. Very good. And the last one. The cat doesn't listen to music. It tastes a mouse. Very good. Correct answer. Wow. A 10 for Bình Minh. Good job. Ở đây bạn dùng là the cat nè mọi người. Nó cũng là một cái chủ ngữ mang nghĩa số ít đó. Bạn dùng the cat là một chú mèo, cái chú mèo đó đó. À, con mèo thì nó không có gì doesn't, nó không có nghe nhạc. Mà nó làm gì? It. À, ở đây bạn thế, thay vì bạn lặp lại chữ the cat thì bạn dùng là it. Mà nó làm gì? Nó đuổi theo con chuột. It chases. Mình có chữ chase rồi bạn thêm s vào. It chases a mouse. Good job, Bình Minh. 10 for you. Excellent. Good job. Mình nên làm bài hôm nay rất là tốt nha. Đọc phát âm cũng rất là tốt luôn. Rồi một bạn nữa nè. Ok, cô mời. Bạn tên gì đây? Cô phải mở lên để cô nghe tên của bạn nè. Hello everyone, my name is Hai. I am in class. Ok, Hải. Hải là hồi nãy cô chấm bài rồi nè đúng không? Ok, như vậy là bây giờ mình đến bạn nào đây ta? Mai Trang lần trước là cô chấm rồi nè. Ngọc là ở đây làm sai, con làm chưa đúng cái yêu cầu của cô này cho nên cô sẽ chấm sau. Rồi cô chấm cho Mai nha. Thanh Mai, are you here? Thanh Mai, are you here? Are you here, Thanh Mai? Are you here? Yes. Okay, yes, okay. Rồi, bây giờ Mai cũng đọc cho cô nha. Okay. Number one, con nhìn thấy không? Can you see? Yes. Okay, câu nào không nhìn thấy thì Mai cứ nói cô nha. Wow. Rồi, Mai đọc cho cô nghe từng câu. Number one. I play with my little brother every day. Good job. I play. Good job. Very good. Number two. Yeri paints all day. Paints all day. Ở đây Yeri là tên của một bạn, đúng không? Tên của một ai đó thì ở đây cũng chỉ có một người thôi. Thì ở đây động từ tụi con phải thêm S hoặc ES thì bạn có động từ vẽ. Vẽ tranh đó. Thì mình có paint. Thì mình phải thêm S vào là paints all day, cả ngày luôn. Good job. Number three, Mai. Really like anime. Đúng rồi. Ở đây mình trong tiếng Anh thì mình sẽ không đọc là anime, mình sẽ đọc là anime.
anime. Đúng rồi, anime là mình đọc tiếng Việt thôi, còn nếu mà tiếng Anh mình sẽ đọc là anime, anime. Good job. I really like, bạn rất là thích anime. À đúng rồi, number 4, number 4. Usually my best friend flies on phone at 2:50 p.m. À on, thì ở đây cô muốn con thêm nào từ cho cô, có thể nói là on the phone hoặc là on. Best friend của Mai là boy hay là girl nè? Best friend is a boy or a girl? Yes, girl. Ok, như vậy có thể nói là bạn thân của con lúc nào cũng chơi cái điện, chơi trên cái điện thoại của cô ấy. Của cô ấy thì mình có từ gì nữa Mai? Của cô ấy. Plays on her phone, đúng rồi. Hoặc the phone, hoặc là con có thể nói rõ luôn. Her phone, đúng rồi. Good job, plays on her phone. Lúc nào cũng mà cầm điện thoại để chơi trên cái điện thoại hết á. Good job. Number five. Number five. My friend is a present with skillful hands. À, cái chữ này là person, một người đúng không? A person. Person. Ừ, cái chữ này là một người thì mình đọc là person. Còn số nhiều là people. Mọi người nhớ people không? Thì ở đây mình có một người thì mình phải đọc là a person. À, đúng rồi. With skillful hands. Okay. Number six. Number six. My dad doesn't like animals. Ah, okay, good job. My dad, if I got doesn't, good job. À, con số 5 thì mình, nếu mà mình thay vì mình nói my friend is a person thì con có thể miêu tả bạn là một người rất là skillful cũng được. Thì con có thể miêu tả đơn giản my friend is very skillful. Cũng được. Okay. Number 7. Number 7. She has a very pretty face. Again, she has a very pretty face. Pretty. Mà ở đây là Mai viết chưa đúng pretty nè. Okay. B-R-E-T-T-Y. Đây, cô viết lại cho Mai nè. Rồi, các bạn ở trên livestream cũng nhớ là để ý những cái lỗi nào để mình coi là mình có từng sai cái lỗi giống như vậy chưa nha. Pretty cũng giống như là beautiful đấy mọi người. Thì ở đây nó có nghĩa là xinh xắn. Beautiful là đẹp, xinh đẹp đúng không? Thì pretty nó giống như nghĩa là xinh xắn vậy đó. She has a very pretty face. À, cô ấy có một khuôn mặt rất là xinh đẹp. Rất là xinh xắn. Pretty, okay. Mai đọc lại cho cô nè. Pretty, pretty. Pretty. Okay, number 8. He never cooked dinner for his family. Đúng rồi, he. Cho nên phải là cooks. Good job. Number 9. My mom loves watching movies on her phone. Good job, excellent. Wow, ở đây các bạn để cho cô sau cái chữ like với chữ love á, thích cái gì đó, yêu thích cái gì đó đó, thì cái động từ của mình phải thêm in cho cô, giống như cái chữ watch movie là xem phim, thì con thấy là bạn phải nói là watching mới đúng, tại vì sau cái love nè, chữ love nó vẫn là một động từ đúng không, có nghĩa là yêu thương, thích cái gì đó, thì động từ này mình thêm, mình chia thì hiện tại đơn như bình thường, à nói thêm s, tại vì đây là my mom. Rồi sau cái chữ love này thì cái động từ thêm phim, tụi con phải thêm in vào cái động từ nữa. À, ok. Good job. Number 10. Number 10, Mai. I like play with my friends. À, như vậy ở đây Mai bị sai cái gì? Hồi nãy cô vừa nói xong thì Mai biết Mai bị sai chỗ nào chưa? Hồi nãy cô vừa giải thích xong câu trên của con đó. Như vậy ở đây con có thấy được cái lỗi sai của con không? Do you see? Sau like thì động từ, cái danh, cái động từ của mình con phải làm gì? Sau cái chữ like, sau love thì động từ của mình phải thêm, thêm in giống như con làm câu số 9 nè, con thấy không? Ở đây con love rồi watching đúng không? Là con thêm ing đó, thì ở đây cũng đẩy đúng rồi, playing đúng rồi, good job. Now 11, my 11. My little brother is very naughty. À, con đọc chữ này là naughty. Naughty. Đúng naughty. Rồi, yeah. À, em trai của Mai là rất là quậy. Đúng rồi, good job. Number 12. Number 12. She likes to do housework on weekends. Okay, she likes to do. So like thì mình có hai dạng, to verb hoặc là verb in cũng được. À, thường mình sẽ dùng verb in nhiều hơn. She likes doing housework. Nhưng mà to do vẫn đúng nha. Okay, on weekends. Good job. Number 13. My family often go out on weekends. Go out có nghĩa là ra ngoài chơi, đi chơi đó mọi người. Go out.
À, như vậy ở đây con sẽ đọc cái chữ này là often. Ở đây âm th nó bị cong á, con sẽ đọc là often. Often. Ok, Mai đọc lại cho cô. My family often. My family often. Rồi, cô hỏi lại ngày mai nè. Oh, go out, đúng rồi. Rồi, bây giờ Mai thấy my family của con có nghĩa là gia đình của con đúng không? Gia đình của mình là có bao nhiêu gia đình? Chỉ có một gia đình thôi đúng không? Một gia đình nhiều người. À, đúng là một gia đình mình có nhiều người, nhưng mà nhìn chung thì mình vẫn chỉ là một gia đình thôi. Như vậy thì cái chữ my family này nó mang nghĩa số ít. À, nó mang, nó là danh từ, nó là chủ ngữ số ít đó. Cho nên là con phải làm gì với động từ của con? Go. Con phải làm gì? Go. Đúng rồi, go. Ok, cái này các bạn cũng hay bị nhầm nhiều. Các bạn nghĩ là gia đình là có nhiều người đúng không? Các bạn nói là gia đình có nhiều người, cho nên là nghĩ là đó là so, mình có thể ghi là go out. Nhưng mà thật ra family chỉ là một gia đình thôi. Gia đình mình chỉ có một gia đình thôi. Cho nên nó vẫn là chủ ngữ mang nghĩa số ít. Các bạn nhớ chia động từ cho cô nha. Ok, number 14, number 14. He doesn't like noise. Đúng rồi, không thích tiếng ồn. Good job, he doesn't like noise. Good job, and the last one, Mai, the last one. You have a beautiful flower. Ah, you have a beautiful flower. Bạn có một cái bông hoa rất là đẹp đúng đó. Good job, Mai. Very good. Well done. Rồi, như vậy là Mai về có Mai ở đây chỉ có vài cái lỗi nhỏ thôi, cho nên là Mai về Mai sửa cho cô nha. Okay. Okay, good job, Mai. Thank you so much. Okay. Như vậy là hôm nay thì cô sẽ chữa bài cho ba bạn thôi nha. Okay. Những bạn còn lại thì cô biết là các bạn nộp rất là nhiều, nhưng mà cô sẽ chữa tối nay. À, tối nay cô chữa cho các bạn nha. Các bạn chỉ đọc kỹ comment của cô thì các bạn làm theo là được. Ok. Rồi, ở đây thì cô nhận xét chung lại một xíu là đa phần các bạn cũng biết cách. Các bạn có biết cách là mình dùng hiện tại đơn, nhưng mà cũng rất nhiều bạn khi mà nộp bài cho cô thì cô thấy cũng rất nhiều bạn chưa biết cách chia động từ. Tụi con chưa biết cách chia động từ. Tụi con thì ghi đúng kém như là go rồi ví dụ play là play thôi, she play, she go. Các bạn chưa biết cách chia động từ như thế nào thì cái này các bạn về các bạn coi kỹ lại cái video bài giảng vừa rồi, hôm vừa rồi á là buổi 7 đúng không? Các bạn ở trên livestream cũng vậy, các bạn nhớ là các bạn coi kỹ lại cho cô những cái video bài giảng để mình xem kỹ, nhất là buổi vừa qua, buổi vừa qua là tụi con học ngữ pháp đó. Cho nên là các bạn xem kỹ nha. Rồi bây giờ cô thử mời một bạn giúp cô làm cho cô 8 câu đầu tiên nè. Ok, bây giờ cô mời Bảo Hà nha. Cô mời Hà nè. Ở đây thì cô có rất nhiều bài tập cho nên các bạn cứ đợi cô, lát nữa cô kêu nha. Rồi Hà mở micro chưa? Dạ rồi. Ok, so number one, number one. Ở đây người ta có cho sẵn con cái động từ nè là eat. Như vậy ở đây con điền cái gì vào đây? Con điền cái gì vào đây? Các bạn ghi đáp án cho cô ở trong phần chat box luôn nha. Các bạn cứ việc ghi cho cô số 1 là gì, số 2 là gì, số 3 là gì đó. Không cần ghi cả câu đâu. Bạn nào thích ghi cả câu cũng được, hoặc là con ghi cho cô cái động từ là được. Ok. Rồi Hà chọn cho cô câu số 1, con ghi cái gì? In number 1. Hà ghi cái gì trong câu số 1 nè? Bảo Hà. What do you feel? Con có chữ eat nè. Bây giờ con có chữ eat. Cô chị Hà nha, con có chữ eat là gì? Là ăn đúng không mọi người? Ăn ấy. À, như vậy mình có chủ ngữ của mình là gì mọi người? Là she. She thì theo công thức của mình. À, she, he, she, it. Và chủ ngữ mà mang nghĩa số ít á. Thì tụi con phải làm gì với động từ? Hà nhớ không? Con phải làm gì với cái động từ của mình? Động từ của mình phải thêm gì nè? Phải thêm... thêm gì hả? Hà nhớ không? S hoặc ES tùy từ. Rồi bây giờ này là Hà biết là she, ở đây it là phải thêm rồi đó. Bây giờ Hà muốn thêm gì nè? Cô ghi lại sẵn chữ it rồi đó. Bây giờ Hà muốn thêm gì? Thêm S hay là ES đây? Đối với chữ it theo con là thêm cái nào? Which one? Các bạn nhắn đáp án vào trong đây rất là nhiều. Ok, ở đây Hà thêm ES. Ok. Cô thấy các bạn number one bạn ghi là have. Ở đây tụi con để ý cho cô là cái động từ nó có cho mình cái từ ở cuối cùng nè. Ok, cho nên mình phải chia đúng cái động từ người ta cho nha, chứ không phải là mình ghi chữ have được. Ok. Tiếp theo number two.
We chai. Đây là tên của một ai đó, có thể là tên của một bạn người Thái. We chai, mình có chữ play. À, câu số 1 thì cô giải thích cho mọi người là cô ấy ăn gì? Noodles, có thấy noodles, có S không? Noodles là mì đó. Noodles lúc nào cũng có S nha mọi người. She eats noodles every Monday. À, cô ấy ăn mì mỗi thứ hai, đúng rồi. Number 2. Rồi, các bạn ở trên livestream cũng comment cho cô biết đáp án nữa nha. Ok, number 2, Hà chọn gì nè? Bây giờ mình có tên của một ai đấy thì cái động từ mình phải làm gì ha? Number 2. Có nhiều bạn nói là easy đúng không? Yes, các bạn rất là giỏi đó. Các bạn hiểu rõ về động thì hiện tại đơn rồi đó. Good job. Bạn nào mà mình chưa hiểu rõ thì các bạn sẽ ghi cho cô đáp án thử. Có Kim Thanh ghi là playing nè. Ha, chọn gì ha? What is your answer? Con chọn gì? Theo con là play, mình phải làm gì với chữ play? What do you do with the word play? Con làm gì với chữ play? Chữ play nè, bây giờ có chữ play nè. Bây giờ con muốn giữ nguyên hay là con muốn thêm S hay con muốn thêm ES hay con muốn làm gì? Con muốn làm gì với cái chữ play này? Theo công thức mà mình đã học, theo cái thì hiện tại đơn vần trước mình học thì theo con ở đây mình làm gì với chữ play? ES. À, Hà thêm ES, ok. Rồi, câu số 3, Hà làm cho cô thêm 2 câu nữa rồi cô sẽ mời thêm một bạn nữa nè. Number 3. Mình có chữ speak. Speak, speak là nói đó. Speak. Như vậy ở đây con làm gì với chữ speak này? Họ nói tiếng Anh rất là tốt. They speak English well. Như vậy chữ speak này thì con làm gì? Cô có thấy được đáp án của rất là nhiều bạn trong phần chat box nữa nè. Các bạn nhớ là mình chỉ đánh đáp án vào đây cho cô thôi nha. Ok. Những bạn nào S. mà à, rồi Hà thêm S vào đây cho cô đúng không? Rồi number 4, number 4. Watch. Mình có cái chữ này, câu này rất quen thuộc với Hà này đúng không? Watch television. Như vậy mình có chủ ngữ là he thì con làm gì với chữ watch này? Con giữ nguyên hay con thêm s hay con thêm es nè? Con làm gì với chữ watch này? Rồi, Hà giữ nguyên đúng không? Ok, thank you. Tí nữa thì mình check một lượt đáp án nha. Ok, thank you Hà so much. Ok, now bạn tiếp theo làm cho cô 4 câu tiếp theo nè, the next one. À, để cô mời Vân Nhi nè, hồi lần trước là Vân Nhi cũng khi mà làm bài tập cho cô là cô thấy Vân Nhi cũng chưa rõ lắm về thì hiện tại đơn, cô xem thử hôm nay là Nhi có rõ hơn chưa nha. Hello Nhi. Hello teacher. Ok, rồi Nhi cho cô biết đáp án number 5, con làm gì với chữ này, con sẽ điền vào gì cho cô nè, con đọc cho cô nghe nè. I. Mình có chủ ngữ là I. Vậy thì con thì mình làm gì? I get up late. I get up late. Vậy chữ get của con là con giữ nguyên đúng không? Không, con thêm S. À, con thêm S. Rồi, number 6. Number 6. Mình có chữ draw. Các bạn cứ nhìn cho cô cuối câu nó có động từ đó. Có chữ draw. Thì con làm gì với chữ draw? Con làm gì? What do you do? Mình có we. Mình có chủ ngữ là we. We. Rồi mình có draw pictures every week. Chúng tôi vẽ. Con thêm S vào. Ok. Rồi number 7. Number 7. Nhi number 7. Con giữ nguyên ạ. Rồi con giữ nguyên. Ok. Number 8. Number 8. Nhi number 8. Thêm S ạ. Ok. Thank you Nhi so much. Ok. Tí nữa con. Đến cái câu con làm, con xem thử cái đáp án của mình có đúng hay không nha Nhi. Ok. Rồi, cô mời một bạn nữa nha. Cô mời Hương Giang nè. Cô mời Hương Giang làm cho cô 4 câu đi. 4 câu rồi bạn còn lại thì làm 3 câu cho cô. Ok. Hello Giang. Ok. So, can you read number 9 for me? Giang làm cho cô câu số 9 nè. Number 9. He works.
À, có nghĩa là con thêm S đúng không? You works. Ok, number 10, Giang, number 10. Flies. Flies. Fly con làm gì? Con làm gì với fly nè? Thêm S. Ok, con thêm S. À, con thêm ES đúng không? Ok, now number 11. 11. Again, again. Sorry Giang, con nghe không rõ. Con đọc lại cho cô nha. Does. Con thêm gì vào? Con thêm gì vào? Thêm ES. À, rồi. Number, number 12. Number 12, Giang. Number 12. Works. À, ok. Lên đợi cô nha, cô ghi để cô ghi vào. Ok. Thank you Zhang so much. Works, right? Ok, thank you Zhang so much. Thank you. Rồi, ba câu nữa thì mình được check đáp án nha. Các bạn cứ việc ghi đáp án cho cô vào phần chat nha. Rồi tí nữa các bạn nhớ xem thử là đáp án của mình đúng hay sai nha. Ok, next invite a boy, right? Cô chưa mời một bạn nam nào đúng không? Invite a boy. Rồi, cô mời Đức Tiến nè. Cô mời Đức Tiến nè. Các bạn ở trên livestream thì các bạn cứ việc comment đáp án xuống rồi mình lát mình xem đáp án thử coi mình đúng hay sai nha. Ok, Đức Tiến, number 13. Con thêm S. Con thêm S, rồi. Number 14. Buy, buy ở đây nó có nghĩa là mua đó. À, mẹ của anh ấy mua một vài loại hoa quả. À, như vậy ở đây mình có buy là mua nè. Theo con là mình làm gì với cái chữ buy này? Mình làm gì với cái chữ buy này? Con thêm ES. Con thêm ES, ok. Rồi, number 15. 15. What do you do with the baby? The baby cry. Cry là khóc nè. Cry. Như vậy theo con thì cái cry này con làm gì? Con làm gì? Con giữ nguyên hay con thêm cái gì? Hay con đổi cái gì? Con giữ nguyên. Con giữ nguyên. Ok. Thank you. Thank you so much. Thank you. Rồi bây giờ hồi nãy giờ cô mời ba. Cô mời rất là nhiều rồi đúng không? Ừ, các bạn để ý. Cô mời Hà, Nhi nè. Giang với Tiến. Rồi bây giờ cô check đáp án của các bạn nè. Các bạn chú ý cho cô nhé. Các bạn còn lại mình đã đi đáp án rồi đúng không? Thì các bạn cũng nhớ đáp án của mình nè. Các bạn trên livestream cũng vậy, các bạn cùng nghe đáp án nha. Rồi lát nữa cô hỏi thử coi các bạn làm đúng được bao nhiêu câu nha. Ok, như vậy là ở đây thì chỉ có 4 câu đúng thôi. À, như vậy thì những bạn mà cô mời đa phần các bạn làm sai khá là nhiều đúng không? Ok, như vậy là giờ mình xem thử nè. Ok. So she. Rồi ở đây bây giờ cô mời một bạn khác thử coi các bạn có đáp án gì khác. Các bạn đã biết đáp án này sai thì bây giờ cô mời thử nha. Cô mời thử coi là các bạn có biết đáp án nào đúng hay không nha. Ok, các bạn đợi cô nè. Ok, I will invite. Hồi nãy giờ cô mời hai bạn nữ rồi thì bây giờ cô mời một bạn nam nữa nha. Cho mình cho nó đều. Ok. Rồi, con thương cô là... Ok, number one. Ok, con bây giờ cô là... làm gì? Con thương cô là chỉ em thêm S thôi ạ. À, chỉ thêm S thôi, rồi, ok. Rồi, câu số 2 con có thay đổi gì? Number two. Con thương cô là vẫn thêm S. Ok, con vẫn thêm S. Good job. Number 3. Number 3 con làm gì? Số 3 là con giữ nguyên ạ. À, con giữ nguyên có nghĩa là con bỏ S ở đây. Rồi, number 4. Number 4. Number 4 là... Number 4 là thêm S. À, S. Ok. Number 5. Mình làm cho cô tới câu số 6 luôn nha. Number 5. Number 5 là giữ nguyên. Rồi con giữ nguyên, bỏ S đi. Number 6, number 6. Là giữ nguyên. Rồi con giữ nguyên. Ok, thank you Minh so much. Ok, thank you. Rồi cô mời một bạn nữa. Ok, I will invite. Cô mời Phương Linh.
Rồi Bùi Phương Linh. Phương Linh sửa cho cô 5 câu còn lại nhé. Number 9, what is your answer? Number 9, you work. Ah, you work. Okay, so you delete S. Number 10, fly, I-E-S. Ah, okay. It means you're gonna put like this, right? Is it true? Yes. Right? Okay. Number 11, do. Do, okay. So no E-S. Ah, number 14, 14. Number 14, I-E-S like okay. Number 10. Okay, I-E-S like number 10, like this, right? Yes. Okay, 15, 15, Lin. I-E-S. Okay, I-E-S. Mm-hmm. Okay, thank you, Lin, so much. Okay, thank you, Lin. Rồi, các bạn nào mà nãy giờ mình coi đáp án của mình bị sai thì mình xem lại coi những cái đáp án của các bạn khác mình có đúng không nha. Okay, let's see. Ah, so there is still one more. Đây, câu này thì hơi khó để cô chỉ cho mọi người nè. Câu này mình có chữ by. Đối với chữ by này thì mình vẫn sẽ thêm S. Okay, mình sẽ thêm S cho cô thôi. Đây là mua. Thì tại sao cái này thêm S thì cái này mình sẽ học sau ha. Rồi bây giờ con thấy ở đây là nãy giờ cô mời vài bạn thì đa phần các bạn làm chưa đúng đúng không? Các bạn chưa biết cách chia thì cô nhắc lại một lần nữa về cái bài học của mình. Câu đầu tiên cô hỏi thử các bạn nào, các bạn làm được bao nhiêu câu trên bao nhiêu câu nè. Bây giờ các bạn thử tự chấm đáp án của mình đi. Các bạn làm được bao nhiêu câu trên bao nhiêu câu nè. Các bạn ở trên livestream comment thử cho cô luôn. Tụi con làm được bao nhiêu câu trên bao nhiêu câu. Các bạn nào 15 trên 15 không? Các bạn làm được bao nhiêu câu nè. Các bạn thử ghi cho cô how many. Tụi con được bao nhiêu câu trên bao nhiêu câu. Các bạn không ngắn quá nhiều nha, mình chỉ ngắn những gì mà cô có dặn các bạn ngắn nè. Ok. Cô không thấy các bạn nhắn cho cô là các bạn làm được bao nhiêu câu hết, toàn là các bạn nhắn chữ cái thôi. Ok, no one text, no one give me the answer. Không bạn nào nhắn cho cô là các bạn làm đúng được bao nhiêu câu à. Ở đây thì các bạn thấy là khi mà cô mời các bạn á, thì đa phần các bạn làm chưa đúng đúng không? Các bạn nào mà được sửa lại nè. Sorry guys. Rồi bây giờ cô sửa lại bài nè. Ở đây mình sẽ biết là ví dụ như là tụi con thấy câu số 2 mình có chữ play. Play thì tụi con sẽ biết là tụi con dùng nhiều thì tụi con sẽ biết là nó thêm S chứ không thêm ES đúng không? Hoặc là chữ eat cũng vậy, mình dùng nhiều thì mình cũng sẽ biết eat là phải thêm S không có thêm ES. Hay chữ do homework nè, cô thấy nhiều bạn biết là does homework cho những cái chủ ngữ như là he, she, it nè đúng không? Bởi vì mình đã dùng qua trong những cái lúc mình học. Cho nên là mình mới biết, ok. Cho nên là các bạn cứ từ từ sau này mình học thêm tại sao nó lại chia S, tại sao nó thành ES. Còn những từ nào mà tụi con biết rồi thì tụi con sẽ nhớ rất là dai. Cho nên là mình cứ làm những cái từ cơ bản này thì tụi con cứ nhớ cho cô là như vậy là được. Ok. Rồi ở đây thì cô thấy, ở đây các bạn thấy những cái từ nào mà mình thêm S hoặc ES á, tụi con thấy là nó là chủ ngữ của mình là gì? Là tên nè, là một người, chủ ngữ số ít nè, she nè, he nè, my father là có một người thôi đúng không? Hoặc là Mr. Manage là có một người thôi. Ông Manage. Hoặc là the teacher là chỉ có một người giáo viên, một cô giáo thôi. The teacher không có S là một cô giáo thôi. Hoặc là Jack nè. Jack là tên của một bạn nam thì cũng chỉ một người thôi. Thì con thấy đa phần những cái he, she, it
hoặc là những cái chủ ngữ mang nghĩa số ít như là the baby là cũng có một em bé thôi, thì nó đều chia s hoặc es. Còn lại những cái số nhiều như là the boys có s nè, I nè, we nè, they nè, I, you, we, they là chắc chắn mình không thêm gì rồi đó. Ngoài ra có những cái danh từ chỉ số nhiều, chẳng hạn như the boys chẳng hạn, the boys, những cậu bé đó, thì ở đây mình không có thêm swim của mình đâu có thêm s đâu. Ok, cho nên các bạn nhớ nha, cho cô nha, mình nhớ quy tắc rồi, bây giờ mình làm thêm một bài nữa nha. Ok, ở đây thực ra hôm nay cô có rất là nhiều bài cho mọi người nhưng mà mình không kịp làm hết các bài này. Rồi các bạn đợi cô nè, cô bấm qua một cái bài nào đấy cho các bạn làm. Bài này thì ở đây cô tập trung, hồi nãy là mình làm câu khẳng định nhiều rồi, bây giờ câu này, cái này dễ hơn. Các bạn chỉ việc chọn cho cô là don't hoặc là doesn't, nó dễ hơn hồi nãy. Nó có sẵn động từ rồi, mình chỉ chọn don't hoặc doesn't thôi. Bởi vì don't với doesn't thì cộng với động từ không có thêm gì hết, không có thêm s-e-s gì hết. Câu phủ định đó. Tôi không đi học, I don't go to school. Mình không có thêm gì hết. She doesn't go to school cũng không có thêm gì vào chữ go luôn. Rồi bây giờ cô mời một bạn làm cho cô. Ở đây có bao nhiêu câu ta? 15 câu thì cô cũng mời giống như hồi nãy nha. Rồi Xuân An làm cho cô 4 câu đầu đi. Xuân An nè. My friends. Con điền cái nào? Một là, đây là mình đang dùng câu phủ định. Don't hay là doesn't? My friends don't. Don't read English books. Ok, bạn của các bạn của mình không có đọc sách tiếng Anh. Number two. She doesn't. Doesn't. The teacher. Cô ấy không có ngồi gần cô giáo, thầy giáo. Đúng rồi. Now number three. Shadow. Ở đây con sẽ điền gì đây? Don't. Don't wash his hands. Okay, now number four. Mrs. Con đi, don't hay là doesn't? Don't leave the house. Okay, don't. Thank you so much. Okay, cô mời một bạn nữa nhé. Cô mời Lê Bùi Phương Anh nè. Cô from 5 to 8. Yes. Các bạn biết option không? So don't hay doesn't. Con chọn don't hay doesn't. Doesn't. Okay. Number six. Phương Anh. Don't. Rồi number 7. Seven? Doesn't. Okay, doesn't. Number 8. Okay, Phương Anh làm cho cô câu số 8 à. Don't. Okay, thank you Phương Anh so much. Thank you guys. Rồi các bạn cũng ghi đáp án cho cô nha. Các bạn nhớ là ghi đáp án nha. Okay, cô mời thêm Minh Trang, Nguyễn Minh Trang lớp 3. Okay, hello. Minh Trang, your answer for number 9. Con chọn don't hay là doesn't? Doesn't, okay. Number 10. Don't, okay. Number 11. Doesn't, okay. Như vậy là doesn't đúng không? Doesn't, okay. Câu cuối cùng, Trang làm cho cô câu 12, 12. Don't. Okay, thank you guys so much. Okay, các bạn cứ việc ghi đáp án cho cô nha. Number 13. Okay, cô xin mời Xuân Anh, Nguyễn Xuân Anh. Con thưa cô là Tom don't go to the park. Okay, Tom don't go to the park. Number 14, Mr. Udom. Xuân Anh làm cho cô 14, 15 luôn nha. Ok, Xuân Anh làm cho cô cả hai câu còn lại nha. Xuân Anh. Con thưa cô là
Mr. Udom doesn't work hard. Doesn't work hard. Không có làm việc chăm chỉ. Doesn't work hard. Okay. Now last one, Xuân Anh. The lady. The lady. The lady doesn't give her parents to him. Him. Okay. Thank you, guys. Thank you, Xuân Anh, so much. Okay. I'm gonna check. Okay, guys. I'm gonna check. À, ở đây mình làm được 53%, có nghĩa là có vài câu mình bị sai nè. Rồi các bạn nào hồi nãy là mình làm những câu nào thì các bạn cũng nhớ mà đúng không? Mình chú ý. Cũng như các bạn đã chat vô cho cô nè. À, các bạn coi thử những cái câu này. Câu nào mà tụi con làm mà tụi con thấy nó bị sai thì tụi con nhớ là mình coi lại. Đầu tiên, à, những câu nào số nhiều thì các bạn nhớ đó cho cô. Y chang cái quy tắc đầu về đó. Những cái nào mà động từ mình không chia ES với S đó, thì những cái chủ ngữ đấy mình sẽ dùng là don't. My friends là nhiều bạn, những người bạn của tôi đúng không? Don't. She thì phải là doesn't. Sado là tên của một ai đó thì là một người đúng không? Tên một ai đó mà thì vẫn là chủ ngữ mang nghĩa số ít. Thì con sẽ dùng cho cô là doesn't. À, các bạn nhớ chưa? Tên một ai đấy thì cũng là một người thôi. Chừng nào mà cô ghi là Sado and Peter đi, là tên hai người, thì lúc đấy nó mới là số nhiều, thì mình mới dùng don't. Ok. Number 4 cũng vậy. Mrs. Pragni có nghĩa là cô này, Mrs. mình gọi Mrs. có nghĩa là cô này, cô có chồng rồi đó. Ừ, cô này là cô có chồng rồi, mình mới dùng cái này, Mrs. À, thì ở đây mình thấy là cũng là một người, cho nên là mình phải dùng doesn't cho cô. Ok, ở đây từ này thì các bạn nhìn, các bạn không có phân biệt nhiều đúng không? Từ này thì các bạn phải biết nghĩa của nó. Từ này nó là những cái con trâu, con bò đực á. À, mà đây là số nhiều đó. Ở đây các bạn nào học cái từ này chưa? Cô sẽ cho mọi người coi thử nha. Cái chữ ox nè. Ox này nó có nghĩa là con trâu, con bò đực đó. Thì cái này là số ít nè. An ox là một con. An ox. Như vậy số nhiều của ox này không phải là thêm s hay là es gì hết, mà là thêm en. The oxen. Ok. Thì con có ở đây là, thì đương nhiên số nhiều mình phải dùng là don't cho cô. Tiếp theo number 8. We. We ở đây cô biết nhầm, sorry guys, ở đây cô biết bị nhầm. Bạn nào hồi nãy làm câu này thì các bạn làm đúng rồi nha. We don't, okay. The students. Students thì như thế nào mọi người? Students là số ít hay số nhiều nè? Students. Students. Ở đây có mấy bạn sửa lại cho cô luôn nè. Yes, Đoan Phương có ghi nè. 13 cũng là dozen nè. Okay. À, Khang trả lời giúp cô. Thank you. À, students là số nhiều. Thank you Khang so much. À, đúng rồi. Thì mình phải dùng don't. Policeman. Policeman là bao nhiêu người? Policeman là nghề gì các bạn? Các bạn thử. Cô quên mất tiêu rồi nè. Policeman là nghề gì mọi người? Mọi người thử ghi vào chat box cho cô biết mọi người biết policeman là ai không? Who is policeman? À đúng rồi, cảnh sát. Ở đây chỉ có một vị cảnh sát thôi, một viên cảnh sát thôi. Thì mình phải dùng cho cô là dozen. Đúng rồi các bạn, good job. Wow. À, vị cảnh sát này mang theo súng, không có mang theo súng. Ok. À, chừng nào mà cô có là policeman thì mới là số nhiều nha mọi người. Câu 13 thì Tom. À, Tom là tên. Tên của bạn Tom, một người, dozen cho cô. Rất đơn giản, các bạn cứ nhớ. Hồi nãy giờ thì cái bài tập cô sửa đó, các bạn cứ nhớ là được. Ok, ok, good job. Đấy, các bạn cứ nhớ, các bạn có thể về xem lại cái video bài giảng hôm nay. Các bạn tập đọc lại cho cô những cái câu ví dụ này. Mình xem thử câu ví dụ người ta viết như thế nào đó. Thì mình sẽ bắt chước theo như vậy là mình sẽ học được, rất là mình sẽ nhớ rất là dai. Ok. Rồi hôm nay là mình làm được có 2 bài tập thôi, nhưng mà không sao hết. Tôi thấy là các bạn cũng có biết làm rất là nhiều đó. Good job guys. Những bạn nào mà cô mời lên mà tụi con làm sai thì tụi con nhớ sửa lại. Ừ. Mình tập, mình học lại cái thì, mình học lại cái thì hiện tại đơn cho cô. Rồi, bây giờ ở đây các bạn nhìn thấy slide của cô chưa? Rồi á. Ok, bây giờ các bạn nhìn thấy slide rồi đúng không? Okay, thank you guys. Ở đây là cô có để, ở đây thì các bạn cũng biết là trong lớp là cô không có nói rất là nhiều về, cô không có nói nhiều về bài tập yêu cầu rõ ràng, cô chỉ nói miệng thôi.
Rồi ngày mai cô mới gửi yêu cầu vào cái group Zalo mà hồi nãy cô yêu cầu các bạn tham gia đó. Thì các bạn đợi ngày mai các bạn sẽ biết rõ hơn. Hôm nay thì cô nói sơ, bài tập của mình là viết một đoạn văn ngắn, chỉ có 5-8 câu thôi, rất là ngắn luôn. Từ 5-8 câu mà miêu tả một loài động vật. Tụi con thích chọn con nào cũng được, nhưng mà cái yêu cầu của cô ở đây là tụi con không có ghi tên con đấy ra nha. Tụi con không có ghi tên con đấy ra giúp cô. À, có nghĩa là giống như là mình giấu cô rồi đó. Tụi con tự miêu tả một con vật nào đấy mà tụi con giấu cô, tụi con không có cho cô biết là con đấy là con gì. Đây, cô ví dụ nha. Cô ví dụ ở đây, làm sao để mình miêu tả một con nào mà mình không nói. Ví dụ cô, mình dùng cho cô đầu tiên, câu đầu tiên tụi con có thể nói là, cô ví dụ cô đang miêu tả một chú chó màu nâu đi. Ừ. Cái cô ghi là this animal, con vật này nè. This animal is à, các bạn nhớ thì hiện tại đơn của mình thì ngoài động từ thường mình cũng có động từ to be, am, is, are đó. Giống như là khi con nói con 10 tuổi, có phải là thời điểm hiện tại con đang 10 tuổi đúng không? Thì tụi con mới nói là I am 10 years old. Tại vì bây giờ con đang 10 tuổi đó. À, chừng nào mình 9 tuổi, bây giờ mình 10 tuổi mà mình nói mình đã từng 9 tuổi thì nó là một cái thì khác nữa đúng không? Thì am, is, are mình cũng dùng là để miêu tả trạng thái nè, miêu tả một cái gì đấy, hoặc là dùng để nói về một sự thật cũng đang diễn ra ở thời, nó đúng ở thời điểm hiện tại đó. Thì ở đây cô ví dụ this animal is brown, cô ví dụ nè. It has four legs. À, cô ví dụ cô đang miêu tả chú chó của cô đi. This animal is brown. It has four legs. Nhớ các bạn dùng it cho cô đó. It thay cho cái con vật, tên con vật đấy. Mình không có nói cho cô con gì mà. It has four legs. Rồi ví dụ it has a tail. Tail là gì mọi người? A tail là một cái đuôi đúng không? Đấy, mình miêu tả, mình không cần phải miêu tả cho cô tất cả bộ phận nha. Mình miêu tả những cái bộ phận nào mà để mà dễ biết đó. Đó, ví dụ ở đây mình thấy it has a tail. It run very fast. It say woof woof. Nó ví dụ nó sủa đó, ở các cái chữ sủa thì trong tiếng tiếng Việt các bạn ghi âm cái tiếng Việt tiếng Anh cũng được. Ok. Ở đây thì có nhiều bạn cũng chưa biết tiếng sủa, mà thực ra cô thấy là ở trong tiếng Anh á thì cái tiếng kêu của con vật nó khác với mình nói trong tiếng Việt. Cho nên ở đây cô cho phép các bạn ghi tiếng Việt luôn. Cô ví dụ ở đây mình nói là con chó sủa gâu gâu đi, mình cũng ghi cho cô cũng được. Ghi tiếng Việt cho cô cũng được luôn. Bạn nào mà biết cái con đấy nó sủa, ví dụ con vịt đi. Con vịt ở Việt Nam mình kêu là con vịt kêu cạp cạp đúng không? Nhưng mà trong tiếng Anh thì kêu là gì mọi người? Trong tiếng Anh thì mình dùng từ gì? Có các bạn thử comment cô coi, mọi người có biết không? Trong tiếng Anh con vịt mọi người nói kêu như thế nào? Tiếng Anh thì con vịt này nó kêu như thế nào mọi người? Cô ví dụ nha. Ở đây thì ví dụ it says, con thấy ở đây không? It là chủ ngữ nè, thì có phải chữ say là nói kêu á? Thì có phải cô chia động từ không? Cô phải chia động từ nha. Cô chia động từ, cô thêm S vô cái chữ say nè. Say thì nó phải thêm S. Cho nên các bạn nhớ cho cô là mình dùng số ít. Hóc hóc, quạt quạt. Quạt quạt là tiếng Việt đó. Ok. Còn tiếng Anh, quát quát. Các bạn biết tiếng Việt rất là nhiều. Ở đây ở đây Tường Vi biết đúng nè. Tường Vi biết đúng rồi đó. Ở trong tiếng Anh á, con vịt nó ghi là quát quát. Tiếng Anh thì con vịt kêu, các bạn có thể tự tìm hiểu nha, các bạn tự tìm hiểu cho cô rồi mình đặt cho cô một đoạn văn cũng được. Rồi cô ví dụ ở đây có một, tụi con có thể dùng cho cô những cái tính từ, ví dụ như là big nè, small nè, hoặc là big small, furry, furry có nghĩa là lông lông mà kiểu như lông mà nó mịn mịn, nó mềm mềm. Các con vật nào mà lông nó mịn mịn mềm mềm á mình hay kêu là it is furry. Hoặc là nó có cái cổ, khu cao cổ thì mọi người nhìn vào là biết liền đúng không? Khu cao cổ có một cái cổ dài thì miêu tả như thế nào? Hoặc là con đà điểu cũng vậy, đà điểu cũng có một cái cổ dài đúng không? Đấy, các bạn dùng cho cô những cái đặc tính của nó, các bạn miêu tả cho cô thành từ 5 tới 8 câu. Các bạn miêu tả cho cô, chẳng hạn như con gì nữa ta? Ví dụ như con khỉ thì còn làm được gì nữa mọi người? Con khỉ nó ăn cái gì? Khi mình nhắc tới con khỉ, mình hay nhớ con khỉ ăn gì mọi người? What does the monkey eat? What do monkeys eat, guys? What do monkeys eat? Mỗi lần tụi con nhắc tới con khỉ thì nó ăn cái gì? Mình hay nhớ nó ăn cái món gì nhất?
À, chuối, đúng rồi, bananas. Yay, good job. Đấy, mình dùng cái đấy. Mình dùng những cái nào mà mọi người thường biết, thường nhắc tới con vật đấy là nó như thế nào á. Tụi con miêu tả cho cô thì nó ăn. It eats. Đấy, động từ mình cố gắng mình chia thì hoàn hảo cho cô nha. Dùng cho cô chủ ngữ số ít nha. Tại vì cô muốn mọi người chia thì đó. It eats bananas. Nó hay ăn những quả chuối. Nó có thể leo cây. Leo cây là gì mọi người? Con khỉ có thể leo cây. Mình không có nói monkey ở đây. Mình chỉ nói là gì? It. Tụi con dùng là nó có thể leo cây là it can cũng được. Hoặc là tụi con dùng chia thì hiện tại đơn cho cô là it climbs. It climbs trees. Nó leo cây. À, hoặc là nó có cái đuôi dài. It has a tail. Rồi con dùng thêm những cái tính từ cho cô. Những cái tính từ nào nói về con vật đó, tụi con có thể từ tìm hiểu thêm. Tụi con miêu tả cái con vật đấy mà không ghi cho cô biết là con đấy là con gì nha. Mình không nói cho cô con đấy là con gì. Mình chỉ dùng xuyên suốt đoạn văn là chữ it cho cô thôi. Ok. Do you guys understand? Do you guys understand the homework? Ừ, các bạn có hiểu bài tập về nhà chưa? Ok, yes, yes. À, bài tập cũng đơn giản thôi. Hôm nay thì cô cho các bạn làm một đoạn văn nhỏ. Mình cố gắng, mình tự, cái này là tụi con phải tự tìm hiểu nhiều. Tụi con tự tìm hiểu nhiều nha. Bởi vì mình miêu tả con vật nào á, thì tụi con tự tìm hiểu coi là những cái hành động, những cái tiếng kêu, những cái hành động nè, tiếng kêu rồi màu sắc, cũng như là tính từ miêu tả nó là to, nhỏ, đẹp, xấu, nó lông lá hay là nhìn nó kiểu nó có chấm bi hay là nó có hình sọc hay gì đấy. Tụi con phải tìm hiểu thêm về từng con mà tụi con muốn. Mình chọn một con mình miêu tả. Ok. So goodbye everybody. À, cũng như thường lệ, hồi nãy cô đã chỉ cách mọi người, cô có gửi link rồi đó. Thì lát ngày mai cô sẽ gửi yêu cầu bài tập vào cái group Zalo. Các bạn dựa vào cái đấy. À, không biết tiếng kêu không sao, cô chỉ gợi ý thêm thôi. Con viết sao mà đủ khoảng 5 câu, tính 8 câu là được. Con thích viết gì thì con viết, ok? Chứ không phải là bắt buộc tụi con phải viết, cô cho tụi con thêm lựa chọn thôi. Goodbye, yes. Ok, good job guys, ok. Ok, các bạn đợi cô mở tiếng cho các bạn chào tạm biệt mà mình nghỉ hôm nay nhé. Okay, goodbye everybody. Goodbye teacher. 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 Chỉ cần sống sót là okay. Mọi người nhớ là goodbye guys, see you guys on Monday. Bye bye. Bye bye. Yes, goodbye. Các bạn nhớ làm bài tập nhé. Ok, goodbye. Yes. Ok. Bye.